Quang là công nhân sân sổ của đại gia đình ngày hôm nay, và ngài là chủ nhân căn nhà hạnh phúc khang trang ngày hôm nay. Và xin mời đại gia đình của chúng ta đi ạ. Và các vị thân thương và kính mến, chúng ta cũng ổn định những vị trí ngồi của mình và cùng hướng ánh mắt yêu thương của mình trở về với sân khấu ngày hôm nay. Vâng ạ, để chúng ta ngắm nhìn chủ nhân căn nhà hạnh phúc ngày hôm nay đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, quý vị quý thân mến, có thể nói rằng hôm nay rất là cảm ơn tới sự đông đủ của toàn thể quý quý, quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, các bạn trẻ, nam nữ gần xa, anh chị em, cô dì, cậu vợ, hôm nay đã mất chút thời gian yêu thương và ngọc của mình. Có thể nói rằng một cung đường dài để cùng trở về đây, một cung đường dài hàng trăm, hàng nghìn km để cùng trở về đây, để chúng ta cùng chung tay chúc mừng đạo bồ đề tần gia đại cát của đại gia đình hôm nay. Vâng, và sự hiện diện của toàn thể của quý vị là một niềm vinh dự, một niềm hạnh phúc của đại gia đình đã được nhân đôi lên gấp trăm gấp vạn lần rồi quý vị ạ. Và mong rằng quý vị thân mến, chúng ta có ổn định những vị trí ngồi của mình và cùng hướng mắt yêu thương của mình trở về với sân khấu để cùng ngắm nhìn đại gia đình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng một căn nhà không chỉ đơn thuần để chúng ta trú nắng trú mưa, và ngoài ra đó cũng là một căn nhà để cho đại gia đình chúng ta, khi có đi làm ở phương trời nào, đôi lúc chúng ta mệt mỏi sẽ lui về với phía trong căn nhà hạnh phúc của đại gia đình, để chúng ta cùng sưởi ấm lại tình yêu thương của đại gia đình, và cũng như là chúng ta sẽ luôn luôn sum họp một căn nhà hạnh phúc, và cũng như đứa con đứa cháu trở về phía trong căn nhà cùng hàn huyên với những mâm cơm đảm bảo cổ đại gia đình, và cùng nhau để sinh ra những đứa con từ phía trong căn nhà sẽ từ từ sinh sôi nảy nở và được lớn khôn, và cũng như là một gia đình ngày ngày hạnh phúc được không quý vị? Dạ vâng, quý vị thân thương và kính mến, có thể nói rằng là đồng vợ đồng chồng tác biệt đông cũng cạn đúng không ạ? Và đại gia đình của chúng ta cũng đã ấp ủ từ bao lâu nay công tác tích góp được một số tiền khá là lớn, và đại gia đình vâng ạ, và đại gia đình của chúng ta cũng được cất công khởi thành một căn nhà hạnh phúc của đại gia đình và cách đây 6-7 tháng quý vị ạ. Và đại gia đình cũng đã nhớ đến vâng ạ, các thợ xây và cũng như là sắm được những các vật liệu để xây được một căn nhà khang trang hạnh phúc đẹp đẽ như ngày hôm nay đây. Và căn nhà đã được cất công khởi thành, và những mâm tiệc mâm cơm ngày hôm nay đang được minh chứng cho căn nhà tình yêu hạnh phúc của đại gia đình. Và đó cũng là một lý do tại sao chúng ta đang ngồi hàn huyên dự tiệc ngày hôm nay đây. Và kính mời toàn thể các vị quý chúng ta cùng tham quan căn nhà hạnh phúc của đại gia đình và cùng nhau dùng những bữa cơm thưởng thức cùng đại gia đình để cùng chung tay chúc mừng và lễ tân gia đại cát ngày hôm nay. Và quý vị thân thương và kính mến, và đến giờ phút này đây cũng không để quý vị chúng ta chờ thêm một giây phút nào nữa, và có thể nói lên câu rằng là vâng ạ, hôm nay ngày thật là lành, tháng thật tốt đúng không ạ, và năm thật là một năm mới ý nghĩa, một năm 2024 năm Giáp Thìn đã đến với đại gia đình của chúng ta. Vâng, và quý vị thân thương và kính mến, và đại gia đình ngày hôm nay đây cũng đã có những mâm tiệc mâm cơm để kính mời toàn thể quý vị chúng ta ngồi tới đây để cùng mời hàn huyên dự tiệc. Và đến giờ phút này đây, chúng ta không để quý vị chúng ta chờ thêm một giây phút nào nữa. Vâng, và ngày hôm nay đây là ngày 7 tháng 1 năm 2024, tức ngày 26 tháng 11 năm Quý Mão, được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại và được sự nhất trí của các thành viên trong đại gia đình. Và đại gia đình ông bà thiện thoan ngày hôm nay long trọng tổ chức buổi lễ tân gia đại cát cho đại gia đình, và cho các ban tổ chức nhân dân trân trọng tuyên bố buổi lễ tân gia đại cát của ông bà thiện thoan ngày hôm nay xin phép chính thức được bắt đầu. Và một chào một tay đồng nhiệt để cùng quý vị ก็สังอาปัลลุงอีไออบาเฮียนท่านสาวเฮาบามาเนาะก็ซ้ําแต่เจ้าแต่หลายมาแต่ว่าแต่ซึนก็เลยเสื้อกินก็บ้านก็ควงหลายๆปีมีหลายยามซึ่งมือซ้ายจังเกียมมามือขวาจังหาไหลซึ่งก็จังยะยะฮอดเถิดจางเฮามาแต่งไหลหลังเฮือนค่ําจํานึง
ở cách đi lẻ hốc vườn đầu số 7 xe mây. Xin là ngân hốc và trắng lẻ ở tỉnh nhiều cơ ba mới. Cái trắng sang hoa vào phố giá đầu hạ yên. Sang hoa tản đai hạ yên hông. Cơ ba phản ứng thì ai ngân giả hâu và trắng là dệt ban khẩu chẹp cho mức ngân mới. Xin trắng là dưới xóa kháo xóa mơi hải lung phùng tà giúp bản tẩn nát đường. Lời xin cảm ơn số 7, số 5, số 4, số vàng, số 8, số 9. Bởi vì bác cả ba trong mức ngân mới tới phòng ai phản ứng mong buồn cho ngay mới đi. Xin lời nói rằng thương xót và bất chờ tư nhân số 7 xuyên mong của mẹ phí đồng. Ông bất chờ thông cảm ở tư nhân số 7 làn. Học cán nâng kết hợp tổng nguồn. Lên từ mắt sân khấu của chương ngay mới đi. Chẳng là ngân thần trầm nhất của chương ngay mới đi của ba mớ. Xin lời số 7 xuyên mời. Học của chương nhìn ta ngà tư nhân hô. Mi kỷ có là cáp ơn lại phòng mẹ phí đồng. Xin mời xin mời em mời đi phải bìa băng cả mà. Chúc mừng ngân mở tuần cổng nhanh và lung hâu của chương ngay mới đi lên. Xin mời quý vị thân thương và khi đến và để cảm ơn sự góp mặt đông đủ của toàn thể quý vị thì chúng ta sẽ được lắng nghe lời ca cứng ngọt của đại gia đình sẽ có đơn công phát biểu cũng như lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quý hôm nay đã không quản ngại đường xa xa xôi bất chấp thời gian yêu thương và học của mình có thể nói rằng một cung đường dài hàng trăm hàng nghìn km để cùng trở về đây và ngày giây phút này trân trọng kính mời bác của đại gia đình sẽ có đơn công phát biểu và đưa lời cảm ơn tới toàn thể quý vị trân trọng kính mời. Chứ thế nọ, cái tô đó phải có phép. Chú mãi chú mấy con này, ý là ông đô làn. Bạn tở na nửa bạn phương, bản lên chúng cũng ăn tắm cửa bàn má nọ, xò má đất cả xò phép. Đó ủy bàn cán bộ của lớp tác xá, nâng bản dưỡng hâu. Thay của chú thế nọ, chắc mong đô văn làn đất cả. Chị em kìm có bản tó phóng, có bản tó phóng, tổ phóng mít phóng là này, phóng mít thầy là hai, cửa bá có phát chẩm, tôi nằm có phát cuốn hai, có mít thì có lại cửa bà má xin lên cửa trong bắt đầu không tàu nữa cửa ô nhang kia ma lại lời nếp lại mái lại chi rồi rồi lại nghe cô ba má nào tôi có nó phòng xin lên cửa hà lại một đi bên chân tặng sáu hân gạo còn bụng cái đều xin cô ba má xin lên cửa hà lại một đi bên chân mười dặm bên chân đẹp đẹp ngang bị chân vần mả cho đua tàu đua lán ô lên lên khẩn mắt ve thảo ké khẩn má hảo má hắn má mặn má giết cô ba má xin lên cửa em muốn em mới nó nào cáo mới xem vẫn hải vẫn đi qua mẹ à yên bạn thẳng nát nữa bạn phương xin má cờ nhăn phải hạt phèn phải ăn ở bia phía xá nữa và tủng và tôm nữa bằng kim bằng quan trong bụng vẫn tỏ xò má khỏi có cũng nghĩ là hơn xưa nọ xưa nọ ở mỹ quan trung bắc ở trung cống nghe ải êm mà tận ăn là bàn phương phải lên thùng lúc lên tắm mà tủng và tôm tỏ lá bằng kim bằng quan má xưa rồi bàn đi kim má ở mỹ quan sỏi chuốc ở trung cống nghe ải êm là phải cờ hảo ăn chẳng sao thật thế mà chứ chết kim quá tai mà thử như dòng mắt phải lắc ngang ngon phải tỏ nó cốn đâu chưa phải cái này dưới dẻ sức mà nói tên cho con nha hải chúc bức ảnh tìm chút với cái mức kỳ sàn tàu theo tàu nha lại xoay lăn chào thả sân bón chúng khỏi lại buồn hơn mình phát lại bì với chú cơ chút nữa đâu chúng hả chúng em đúng hả để mà lại cho con đâu. Vâng, và rất là cảm ơn lời nói của bác đại gia đình. Vâng ạ, lời nói của bác như mật như hoa, thơm như lúa tỏa ra khắp cả ngôi trường ngày hôm nay. Và một tràng vỗ tay nồng nhiệt đến từ lời nói của bác vừa rồi được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta cũng được lắng nghe lời cảm ơn phát biểu thật ý nghĩa không thiếu cũng không thừa của bác và vị đại diện của đại gia đình ngày hôm nay. Và xin chúc cho bác cũng như là đại gia đình chúng ta sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe, bước sang một năm mới thật đầy ý nghĩa, gia đình sum họp đoàn viên và luôn luôn là một gia đình hạnh phúc để được toàn thể quý quý sẽ có ngày ngày để trở về với đại gia đình chúng ta được tụ họp sum vầy. Vâng, và để có những lời cảm ơn sâu sắc hơn nữa thì xin mời ban tiếp tân của chúng ta sẽ có những ly rượu mời đến đại gia đình của chúng ta, sẽ có một ly rượu mời tới toàn thể quý quý một lời cảm ơn trân trọng nhất và xin mời ạ. Dạ vâng, và quý vị thân thương và kính mến, và ngày hôm nay rất là cảm ơn tới toàn thể quý quý bất chấp thời gian yêu thương và ngập của mình để trở về đây uống ly rượu hạnh phúc chúc mừng vào đến tân gia của đại cát đại gia đình hôm nay. Và xin mời đại gia đình chúng ta cùng ly nhau đi ạ. Lên sáu mươi ăn tay ngân hồng trăm ly lẩu cái nào đến cái nào lên bà đua là lên 60. Và để
ไปแล้วเนาะทำไมมันมวนเสมอดูแลเด็กสองเมื่อประเมินปีดังเฮาเอาตอนนี้ก็ใช้เราจับใช้บอลสวัสดีไหมไหลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวชุดนี้กุ้งโฮกดไฮบาโซไฮบาหวงไฮบาชุบมึงต้นซาแต่งงานเดือดเข้ากันไหมเดือดเข้าว่าไปเดาไปเดาเลยจะเจอเจอซิมาเด็กสองเมื่อสวัสดีไหมวีวีเอนั่งเสือขอเพลงหายครับเมื่อกี้เราชมเงินหมาตัวยาสมัยสวยมากไฟโอสวยงามก็เดินสมัยเชมเนอร์เรากินมันจอมจันแซมมันจะเชียร์สอดนะสมัยเชมเนอร์วีบีเอมันไฮบ้าไฮบ้าไฮบ้าจุดมันกันซาได้กันเสมอได้สนิทกันตัวเองไม่เป็นเอามาได้กันสมัยเชมเนอร์มาแล้วTình yêu, yêu quý của toàn thể quý đã dành cho đại gia đình ngày hôm nay. Và lời sau cùng xin chúc cho đại gia đình chúng ta đã có một căn nhà khang trang hạnh phúc rồi thì sẽ luôn luôn ngày ngày bên chặt hạnh phúc cùng nhau. Và năm nay xây được căn nhà cao cửa rộng, năm sau lại mua cho mình đại gia đình mỗi người một chiếc ô tô được không ạ? Và bây giờ xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng xuống phía dưới để có những ly rượu mời đến vị khách mời của mình. Và trân trọng kính mời.อันดูแลเด็กสาวเอ้ยสมัยสเวนที่ไอ้ห้องไปพึ่งเมืองเข้าจึงกินเท่านั้นมาดีไม่เล่าไม่เข้าพ่อแม่พี่น้องผมเชื่อใจมาดีเจ้าหน้ามาดูแลก็มาโดนดูเลยสาวเอ้ย